Vào sáng nay ngày 19 tháng 3, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Sau 2 tuần xét hỏi, Viện Kiểm sát tiến hành phần luận tội và đề nghị mức án đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về 3 tội: tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella, bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt của bà Lan sau khi bà này bị bắt. Ngoài ra, trong 2 tuần xét xử, thẩm vấn, các đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB trong 10 năm, từ 2012 đến 2022 đều thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận toàn bộ. Bà Lan cho rằng không thao túng SCB vì không một ngày làm việc tại SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty ma, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền của SCB mà cho SCB mượn tài sản tái cơ cấu ngân hàng. Về số tiền thiệt hại, đại diện ngân hàng SCB cho rằng thiệt hại là trên 760.000 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh đến thời điểm thi hành án xong. Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ở khung hình phạt thấp nhất là 7 năm tù, cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong đó, bị cáo Lan và 12 bị cáo thuộc nhóm tội phạm tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng của SCB bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ở khung 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Từ sáng sớm, thì cả nghìn người đã đội mưa đến tham gia phiên xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Ngoài 15 bị cáo, 27 luật sư bào chữa cùng với đại diện các công ty liên quan trong phiên sơ thẩm mở ngày hôm nay, Tòa Nhân dân Hà Nội đã triệu tập bị hại là các nhà đầu tư đã mua góp vốn đầu tư trái phiếu trong vụ án, xác định được 6.630 người. Do lượng người tham dự lớn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã bố trí rạp ngoài trời, màn hình lớn, loa và bố trí chỗ ngồi. Khu làm thủ tục danh sách bị hại tại rạp ngoài trời chật kín người. Tòa bố trí 8 bàn tiếp nhận giấy tờ, nhưng lượng người dồn đến quá đông, khoảng gần 400 người, dẫn đến ùn tắc và chen lấn. Một số người tranh thủ mở xôi bánh mì ra ăn sáng để lấy sức, lát nữa đỡ đông thì đăng ký sau. Vụ án được xác định khởi nguồn từ những khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh từ đầu năm 2022 khi nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Từ đây thì ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Công an thành phố Hà Nội cho biết người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, không trả bất cứ một loại phí nào nếu như không mua hàng. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nên thận trọng với các chiêu trò như thông báo trúng thưởng, tặng quà khách hàng để lấy thông tin cá nhân, lừa đảo qua điện thoại, giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bảo hành của các siêu thị điện máy để bán dịch vụ bảo hành giả hoặc sửa chữa sản phẩm, thay thế linh phụ kiện chất lượng thấp với giá cao. Giả danh làm nhân viên tuyển dụng của các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy tuyển nhân viên làm việc online tại nhà, yêu cầu người dùng nạp tiền vào hệ thống để hưởng hoa hồng, lừa đảo ứng viên. Thưa quý vị, dự án Hồ Capet được Quốc hội quyết định điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 101 năm 2023 với dung tích toàn bộ là hơn 51 triệu mét khối để giải quyết tình trạng hạn diễn ra nhiều năm tại các huyện phía nam của tỉnh Bình Thuận. Theo nghị quyết của Quốc hội, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Tuy nhiên, cho đến nay, theo nhận định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, thì dự án có thể sẽ không hoàn thành kịp tiến độ. Để chạy đua với thời gian, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện xong việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, công tác kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng. Đối với việc trồng rừng thay thế, đang tổ chức kiểm tra thực địa để đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế đạt hơn 1.800 ha. Đến nay thì qua tổng hợp những cái diện tích đủ điều kiện để triển khai thì có 1.900 ha là đảm bảo là diện tích so với trồng thay thế là phải trồng 1.850 ha. Cụ thể là có 500 ha hiện tại đất trống đủ điều kiện triển khai ngay khi dự án được duyệt. Riêng công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ định đơn vị mới. Đơn vị này đang thực hiện tham vấn môi trường, lấy ý kiến người dân tại vùng dự án và các vùng lân cận. Đối với việc di rời dinh cậu, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc với các sư cả người Chăm, nhận được sự đồng tình của các sư cả về vị trí di rời thành tích, công tác đền bù, tái định cư cũng đã được tính toán kỹ. Ủy ban huyện đã giao cho Ủy ban xã, cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với nhau để vận động thuyết phục cho người dân là
nhận tiền bồi thường về đất và chuyển đổi nghề nghiệp, hướng dẫn cho bà con để tăng cái thu nhập cho bà con. Mặc dù rất nỗ lực triển khai, nhưng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đây là dự án được dư luận hết sức quan tâm, phải thận trọng, khoa học, nên dự án hồ Capet không thể hoàn thành năm 2025 mà có thể phải kéo dài đến năm 2027. Hiện nay thì dự án còn một số cái công việc cần phải rà soát thận trọng để đảm bảo cái sự hài hòa giữa cái kinh tế kỹ thuật và văn hóa xã hội cũng như tôn giáo, thì đang tập trung để cùng với lại các sở ngành địa phương để hoàn chỉnh các cái nội dung này. Hai cái nội dung khó của dự án đó chính là cái DTM và cái lập báo cáo nghiên cứu khả thi, sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tính toán các phương án đầu tư dự án hồ La Ngà Ba nằm phía thượng nguồn dự án hồ chứa nước Capet và dự án hồ chứa nước Capet để đảm bảo đồng bộ, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án. Bên cạnh việc phải đảm bảo nguồn nước, mùa khô là thời điểm mà lượng thức ăn xanh tại các cánh đồng tự nhiên dần thu hẹp, nguồn thức ăn tươi cho đàn gia súc cũng trở nên khan hiếm. Đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên đang dần thích ứng với việc đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc trước tình hình nắng hạn kéo dài, hạn chế các ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Rút kinh nghiệm từ những đợt hạn hán trước đây, sau khi thu hoạch vụ lúa, chị Hà Thị Mã, xã Đắk Đờ Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã tranh thủ thu cuộn và tích trữ hơn 400 cuộn rơm khô để làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc trong mùa khô này. Tại vì chỗ chăn thả thì cũng ít á, mà mùa hạn hán thì lại kéo dài, mùa khô lại kéo dài nên là không có đủ cỏ, đủ thức ăn cho bò. Ở nhà thì thường sẽ nhốt, cao điểm lắm thì nhốt được khoảng 1 tháng, 2 tháng là mình để ở trong chuồng luôn ạ. Rồi mình chỉ bốc rơm cho ăn, rồi chặt chuối, rồi nấu cám cho ăn thôi. Tây Nguyên đang có số lượng đàn gia súc trên 800.000 con. Phương thức chăn nuôi chủ yếu vẫn là chăn thả. Trồng cỏ, phơi rơm là hai giải pháp phổ biến để tích trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Tuy nhiên, với tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay, dự trữ rơm đang là giải pháp có hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như cho cỏ xanh ăn nhiều cũng không được, cỏ non nó vẫn bị phân lộng, vẫn bổ sung cho rơm cho bò vẫn tốt hơn. Ngoài cái khuyến cáo bà con trồng cỏ thì chúng tôi thường xuyên có những cái nghiên cứu để mà chế biến các cái phụ phẩm, ví dụ như là thân cây ngô, ví dụ là rơm lúa, một là chế biến tươi, họ ủ chua để dành cho những lúc mà không có thể là chăn thả bò ra ngoài đồng được. Hai là họ phơi khô thì họ dự trữ đó. Thì khi mà sử dụng các loại thức ăn mà xông qua chế biến rồi á, thì cái năng suất mà sinh trưởng của bò nó có thể đạt từ 10 cho đến 15% và chất lượng thịt nó đạt tốt hơn là so với không sử dụng các loại thức ăn đó. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc trước tình hình nắng hạn kéo dài, phương pháp dự trữ rơm, dạ chỉ là biện pháp trước mắt. Về lâu dài, người nông dân cần tích cực chuyển đổi cây trồng để tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào làm thức ăn cho gia súc, hạn chế các ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.